Bây giờ chúng ta sẽ cùng vượt qua những câu hỏi để có thể lấy được những món này về làm nước ép. Hãy trả lời câu hỏi để nhận được nguyên liệu. Câu số 1. Ăn trước mà lại ăn thừa, mỗi ngày hai bữa sớm trưa nhọc nhằn. Là cái gì? Là cái gì? Mâm dọn cơm với chị. Đúng, cái mâm dọn cơm cũng hợp lý. Chén cũng được, tôi chén. Chén dĩa cũng đúng luôn ạ. Con đồng ý cả hai kết quả. Gia đình mình mạnh mẽ lắm, được hai cái ly. Câu tiếp theo ạ. Đêm đêm làm bạn với đèn, giúp người quân tử khỏi hèn chí cao. Sách vở. Sách vở, đúng rồi. Chúng ta có thêm một phần thưởng, đó là một ly đá. Yes. Câu tiếp theo. Ở trong nhà bằng cái chõ, ra ngoài ngõ bằng cái nia. Cái chõ là nhỏ gì nè. Ra dù. Ngoài ngõ bự ra gì nè. Cái dù. Cái dù, đúng rồi. Ồ, mẹ ơi. Người ta. Thật là giỏi. Và chúng ta có được dĩa ổi. Yes. Câu tiếp theo. Đi thì ăn trước ngồi trên, về thì lắm lét đứng bên. Xó hè. Cái nón. Cái nón, đúng rồi. Đó, sao mày đỉnh vậy? Ôi, gia đình mình được tặng một cái máy nha. Mang về luôn được. Được mang về cái máy. Câu tiếp theo. Cái gì càng cao người ta càng sợ? Em có hai câu trả lời. Thứ nhất. Thứ nhất là lãi ngân hàng. Ờ, hợp lý không? Thứ hai là huyết áp. Chính xác. Và gia đình mình đã có đủ một cái mâm để có thể làm nước ép ổi thật ngon. Chúng ta có thể bắt đầu. Mẹ gọt đi. Con hỗ trợ phần này. Mẹ cắt đi mẹ. Đó. Rồi bắt đầu đưa đây cho con, đưa đây cho con. Ủa là em ăn phụ hả Hoa? Em đi dạ. Qua đây nè. Em bỏ ổi vô cho chị. Đó, bỏ vô. Ít ít thôi. Từ. Dạ được rồi mẹ ơi. Hay cho con ăn đây mẹ. Rồi, rót đá ra ly đi, mình bắt đầu. Để con rót cho. Khoa uống đá hả? Dạ. Mẹ đây. Uống nguyên chất. Mẹ uống nguyên chất. Đây. Dạ rồi. Xin mời hai mẹ con nâng ly. Vô. Vô. Ngon không mẹ? Quá ngon. Quá ngon. Quá thanh lọc. Lấy mới được tặng máy mang về. Quá tươi mát không ạ? À? Đây là cái máy gia truyền của gia đình. Và bây giờ mẹ đã tươi cười. Chúng ta hãy cùng đến với phần góc soi mói.